Ok, chào mọi người. Video này mình làm để nói nhanh cho mọi người nghe về chiến lược ngày 21 của chúng ta. Tại vì chúng ta sắp tới cũng sẽ có một cái bản tin khá là quan trọng của thành viên FOMC ha. Và nếu như mà nhìn vào cấu trúc tổng thể của 4 giờ, hiện tại là đội sell nó vẫn đang chiếm quyền kiểm soát vì liên tục tạo ra những cái nhịp phá đáy ở đây. Và những cái nhịp pullback này quay trở về thì nó cũng không có thỏa mãn được một cái điều kiện để giá nó tăng lên bằng cách là nó thủng qua được những cái móc swing này. Cho nên là hiện tại thì 4 giờ chúng ta vẫn thấy được là đội chiếm quyền kiểm soát vẫn sẽ là đội sell ha. Rồi thì khi mà chuyển xuống khung thời gian 1 giờ. Ở 1 giờ thì chúng ta thấy được là giá đang được đỡ lại bởi một cái trendline của khung thời gian 1 giờ ha. Rồi tuy nhiên là những cái nhịp tăng lên này. Thứ nhất là nhịp này nó không có thủng qua được móc swing của 4 giờ ở đây. Và cái nhịp hồi lên này thì mọi người cũng thấy được là nó cũng không có bất kỳ một cái nhịp tăng mạnh mẽ nào đủ để cho chúng ta thấy là đây là một cái cấu trúc tăng đi lên những cái móc cao hơn ở trên này ha. Nếu như mà nhìn ở khung thời gian 1 giờ thì hiện tại là sẽ có khá là nhiều người sử dụng Fibo để mà chúng ta giao dịch ở quanh cái khu vực 50, ở quanh cái khu vực 50 ở trên này, tại vì nó là một cái order block đúng không? Và bên dưới này thì nó cũng có IMB. Tuy nhiên là chiến lược hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ quan sát trước tiên ở quanh khu vực 1946, 1946 cho một cái chiến lược sell. Tại vì khi mà chuyển xuống M15 thì mọi người thấy được là ở bên trái này thì chúng ta cũng có một cái nhịp xử lý thanh khoản ở đây. Và bên trái này nữa thì giá nó đã thủng qua được một cái vùng control, có nghĩa là cái đỉnh này, bắt đầu từ đỉnh này thì nó đã chính thức là đảo trend, vùng này sẽ trở thành vùng SND ha. Đó, rồi thì hiện tại chúng ta tham minh ở quanh khu vực 46, quanh khu vực 46 bắt đầu từ 45 cho tới 47 là breaker lock của khung thời gian M15 ha. Rồi đó là cho những ai mà chúng ta canh sell xuống. Hiện tại do là giá nó không có bất kỳ một cái nhịp tăng nào mà phá qua được cái móc swing của khung thời gian lớn, cho nên view của mình là tối nay vàng nó sẽ xử lý cái Liwi trendline này. Và có nghĩa là vàng nó sẽ đi xuống trước, đi xuống bên dưới cái khu vực ở bên dưới này trước. Và chúng ta có thể tham minh, chúng ta canh buy ở quanh khu vực 18 và 15 ha. 18 và 15 buy thì chúng ta sẽ tất nhiên là chúng ta đánh lên những cái order block ở trên này để mà cho nó mitigate ha. Rồi ok, rồi thì chúng ta sẽ có một số những cái cần lưu ý trong cái chiến lược giao dịch này. Trong trường hợp nếu như tin ra chúng ta có một cái nhịp chốc qua được cái đỉnh 39 thì chúng ta sẽ quan sát khi mà giá nó tiếp cận đến cái khu vực này. Nếu như giá nó có động thái tạo chốc phát thì chúng ta có thể bắt đầu chúng ta sell xuống cái khu vực ở thấp hơn ở bên dưới này ha. Và nếu như giá nó tạo một cái nhịp phá vỡ và sau khi nó tạo một cái nhịp BOS qua thì giá nó vẫn tiếp tục nó đi lên thì bắt buộc là chúng ta phải chờ ở những cái khu vực cao hơn ở trên này, thậm chí là chúng ta cần phải chờ confirm. Tại vì bên dưới này thì nó có, nếu như nó phá qua được 39.5 này thì nó sẽ là một cái xác nhận tăng ha, một cái xác nhận tăng của cấu trúc còn ở đây. Rồi ok, đồng thời thì trong khoảng thời gian đó DSI thì nó cũng đã chạm vào tới cái quanh khu vực demand flip 102 của chúng ta. Rồi nó đang tăng quay trở lại đến cái kênh song song này. Thì trước tiên là mình thấy là DSI khả năng cao ấy là nó sẽ quay trở về tới tận ở trên này, tận ở trên này, hoặc là ít nhất là đi tới khu vực 103 này, 103 ở trên này. Thì chúng ta sẽ có hai điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là khi mà giá nó đi được tới quanh khu vực 103.5 này thì chúng ta sẽ cần phải đóng tất cả những cái lệnh của mình. Ok, đóng tất cả những cái lệnh của mình ở những cái cặp khác. Tại vì sau khi mà tin FOMC ra thì khả năng là giá nó cần một khoảng thời gian rất là dài để mà hấp thụ hết tin ha. Ok, rồi thì đó là toàn bộ nội dung trong video ngắn mà mình chuẩn bị hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.